nằm bên bờ biển với bãi biển cát trắng trải dài, thấp thoáng qua những hàng dương xanh nhiều năm tuổi. Charm Resort Long Hải được ví như viên ngọc quý của thiên nhiên, đem đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Nằm ngay trung tâm thị trấn Long Hải, trên cung đường dẫn đến thủ phủ du lịch phía Nam, đến các trung tâm kinh tế lớn, dự án biệt thự Charm Resort Long Hải được xem là điểm giao thoa của khu vực du lịch biển phát triển sôi nổi bậc nhất. Charm Resort Long Hải có diện tích quy hoạch gần 4,7 ha với mật độ xây dựng 35%. Tổng thể dự án được chia thành 3 phân khu: khu căn hộ nghỉ dưỡng, khu shop house và khu biệt thự biển. Charm Resort Long Hải sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt. Chính vì những tiềm năng này, dự án nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Khi mà đầu tư vào đây thì mình thấy cái vị trí ở đây thì rất là tốt, và cái lợi nhuận mà đưa ra thì rất là hợp lý. Bởi vì trong 2 năm đầu tiên vận hành, mình thấy chủ đầu tư hỗ trợ cái phần mà 8% một năm thì được 16% trong 2 năm đầu. Là một nhà đầu tư vậy thì mình cảm thấy là an tâm hơn. Charm Resort Long Hải là dự án nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế, được phát triển bởi nhà phát triển bất động sản uy tín, liên kết cùng các đối tác, đơn vị tư vấn thiết kế, quy hoạch và các đơn vị quản lý, vận hành quốc tế như SSA, Vienna House, Delta, Ngân hàng Nam Á. Theo kế hoạch xây dựng giai đoạn 1, thị trấn Long Hải sẽ ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường số 14 và quảng trường bãi tắm Hàng Dương. Theo đó, Charm Resort Long Hải sẽ là dự án nghỉ dưỡng gần nhất được kết nối với quảng trường lễ hội phía Nam của Dinco, đồng thời kết nối hạ tầng với bến thuyền du lịch Phước Hưng. Dự án một mặt tiếp giáp đường số 14 dẫn giao quảng trường biển với 300m sở hữu riêng đường bờ biển đẹp nhất nhì Long Hải. Một mặt tiếp giáp với cung đường huyết mạch ngã ba Võ Thị Sáu Lê Trọng Tấn dẫn đến thủ phủ du lịch kề cận Hồ Tràm Phan Thiết. Lý do đầu tiên là thứ nhất đây là một vị trí rất là tốt, tương lai trở thành một cái thành phố du lịch. Thứ hai là với tiến độ của nhà đầu tư hiện tại và xây dựng rất là nhanh, cho nên là tôi quyết định đầu tư. Về mong muốn của tôi thì với cái tín đồ này thì tôi nghĩ là tôi sẽ được cái lợi nhuận sẽ đến với tôi sớm nhất. Đó là mong muốn của tôi và tất cả mọi người đầu tư đều như vậy. Và tôi thấy đang vận hành rất là tốt. Hiện tại dự án Charm Resort Long Hải đang thi công khối cao tầng 3 tháp đến tầng 11 và tầng 12. Dự kiến ngày 26 tháng 5 năm 2022, dự án sẽ hoàn thành cất nóc. Hạng mục hồ bơi tầng 2 và hệ thống dầm chuyển sàn ballroom cũng cơ bản hoàn thành, dự kiến kết thúc ngày 25 tháng 5 năm 2022. Với tiến độ làm việc không kể ngày đêm như hiện tại, dự án sẽ sớm tiến đến bàn giao và đưa vào vận hành. Tòa tháp độc đáo 12 tầng này sẽ là nơi phân bố của 972 căn hộ nghỉ dưỡng, được thiết kế hiện đại, độc đáo với diện tích linh hoạt từ 38m2 đến căn hộ diện tích hơn 100m2, nhiều loại hình đa dạng, phù hợp với các cặp đôi trẻ đến những đại gia đình tận hưởng cuộc sống. Tính đến hiện tại, dự án tòa tháp 12 tầng nơi đây là dự án cao và lớn nhất Long Hải. Tổng thầu Central rất là vinh hạnh được đồng hành với chủ đầu tư Charm Group để hoàn thành dự án. Hiện tại các cái hạng mục kết cấu cũng như là hoàn thiện và MAB đang được gấp rút triển khai hoàn thành để đạt tiến độ bàn giao cho khách hàng vào tháng 5 năm 2023. Thì với cái thiết kế kết cấu đặc biệt phức tạp và cái nét kiến trúc độc đáo thì nhà thầu Central đã chọn những cái giải pháp thi công tốt nhất và cùng với các cái thiết bị thi công, các cái vật tư cũng như là các cái trang thiết bị cơ giới hiện đại để đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và cũng như là duy trì cái tính thẩm mỹ và ổn định cho dự án về sau. Mình đầu tư ở dự án này là cũng là dự án nghỉ dưỡng đầu tiên của mình, và mình cũng tin tưởng vào cái tập đoàn Charm Group này. Cũng từ lâu rồi, cũng chắc cũng phải 2 năm rồi, thì hôm nay mình mới quay lại dự án. Thì mình thấy dự án xây phải nói là vượt tốc độ, xây rất là nhanh. Mình cũng hy vọng là Charm Group này thì sẽ được vận hành tốt và sẽ tạo cái an tâm cho bản thân mình và cho những nhà đầu tư khác. Sở hữu Charm Resort Long Hải chính là sở hữu chốn nghỉ dưỡng lý tưởng, một ngôi nhà thứ hai để trải nghiệm những kỳ nghỉ dài, lấy lại năng lượng,
Đồng thời, đây cũng là một kênh trú ẩn tài sản thông minh giúp nhà đầu tư vững vàng vượt qua những thử thách của nền kinh tế đầy biến động. Định hướng phát triển du lịch đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lượng du khách đạt 65 triệu lượt với tổng thu gần 102.000 tỷ đồng. Với định hướng trên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra hàng loạt các chính sách thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh quảng bá du lịch. Từ những yếu tố trên, nhiều chuyên gia nhận định giá trị bất động sản tại trung tâm Long Hải sẽ có tiềm năng cao khi quảng trường biển hình thành. Cùng với đó là hàng loạt cơ sở hạ tầng, tuyến đường cao tốc, ven biển đang được nâng cấp và mở rộng. Lực đẩy từ nhu cầu thị trường du lịch nghỉ dưỡng kết nối hệ sinh thái giải trí, điểm nhấn từ kiến trúc đô thị sẽ tạo ra giá trị gia tăng, bứt phá mạnh hơn cho Long Hải, trong đó có Charm Resort Long Hải trong tương lai.